Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Tượng quý trong khu đất nhà MC Nguyễn Linh. Nhận được tin nhưng Nguyễn Linh vẫn rất chần chừ vì anh sợ sự xuất hiện của mình ngay tại thời điểm nóng sẽ có thêm những tin đồn không đáng có. Tin về bức tượng đá màu đen nâu cao 1 mét được phát hiện ngay trên đất của MC Quyền Linh vào ngày 11 tháng 7 khiến cả khu vực xã Phú Tân, Sóc Trăng sôi sục khi bà con ngày đêm kéo nhau đến ngắm và dâng hoa. Bức tượng nằm nhằm tìm may mắn cho chính mình. Nhận được tin, Quyền Linh vẫn chần chừ vì anh sợ sự xuất hiện của mình ngay tại điểm nóng sẽ có thêm những tin đồn không đáng có. Nhưng trước lời khuyên của bạn, nạn diễn viên Lê Tuấn Anh, Quyền Linh quyết định tới tận nơi dâng hoa cúng mâm trái cây để bày tỏ tấm lòng của mình. Quyền Linh cùng 8 người bạn, trong đó có Lê Tuấn Anh, vượt hơn 200 km để có mặt ở khu du lịch Giếng Tiên. Tiếp đoàn thượng tọa, trụ trì chùa Bốn Mặt hào hứng kể, từ hôm qua đến nay đã có hàng ngàn bà con đến xem nhưng may mắn họ đều ý thức, không để xảy ra tình trạng mất trật tự. Có người đến cúng, có người đến xin một ít đất ở tượng Phật được phát hiện và đem về nhà thờ cúng. Ai cũng bảo đây là điềm lành, tạo nhiều may mắn cho người dân nơi đây. Theo lời kể của trụ trì, chiều ngày 11 tháng 7, một nhóm trẻ con ra bờ ao tắm vô tình thấy một bức tượng ngay trên bãi đất ruộng thuộc khu văn hóa du lịch Tâm Linh Giếng Tiên của MC Quyền Linh vừa khởi công. Ngay sau đó, bức tượng được làm sạch và đem vào chùa. MC Quyền Linh bảo trong lòng luôn muốn làm một cái gì đó cho mảnh đất này, bởi vậy khu du lịch văn hóa Tâm Linh Giếng Tiên ra đời. Anh bảo hơn 3 năm trời tôi cặm cụi làm giấy tờ, khai hoang, kêu gọi nhà đầu tư. Giai đoạn đầu nhiều người hào hứng chạy xuống xem, ai cũng lắc đầu ngao ngán vì mênh mông rừng rậm quá. Cũng có người hỏi tôi, khùng không mà đầu tư nơi này, tôi chỉ với mong muốn duy nhất phụng dựng khu Giếng Tiên xung quanh trồng 108 cây bồ đề và một ngôi làng với nhiều dãy nhà đặc sắc của người Khmer. Sau khi hoàn thành, khu du khách đến tham quan có thể lưu trú qua đêm, trải nghiệm những phong tục tập quán, ẩm thực, âm nhạc của người Khmer. Quyền Linh chia sẻ, quá trình xây dựng khu du lịch này vô cùng khó khăn. Suốt 3 năm qua, tôi trải qua rất nhiều giai đoạn đau khổ mà không biết kể cùng ai. Riêng việc lắp đất làm đường, tự nhiên tôi như một kỹ sư cầu đường, phải nắm hết các nguyên lý đổ cát, trộn gạch, lắp mặt đường ra sao, mua xe ủi đất, cào đất mà tiền còn sửa xe còn hơn cả tiền mua xe. Rồi tên là Giếng Tiên, nhưng cái giếng này của tôi nó rộng 1 hecta, to hơn cả cái ao làng. Lúc đào sâu xuống 5 mét cứ tưởng mọi việc sẽ ổn, nhưng chỉ qua vài cơn mưa, toàn bộ đất cát trôi xuống bằng ngang, xem như chưa được đào bao giờ. Cứ nhìn Giếng Tiên mà tôi như muốn khóc. Đất đào từ Giếng Tiên đổ về phía mặt đường tiền. Ở ngoài nhìn vào như bãi đất trống, cũng chưa ai thèm để ý. Với Quyền Linh, việc tượng Phật xuất hiện là điềm lành. Giờ đây, tượng Phật sau bao ngày mưa gió đã trồi lên như một điềm lành báo cho tôi thêm động lực để cố gắng cải tạo vùng đất này đặc sắc hơn. Đã có nhiều anh em chung tay cùng tôi với hy vọng nhanh biến nơi đây thành một khu du lịch trọng tâm của tỉnh Sóc Trăng. Tôi tin với năng lượng dồi dào từ những điềm lành như thế này, cộng với một tập thể nhiều năng lực, chúng ta sẽ góp phần làm cho cuộc sống của bà con nơi đây khá hơn, vui vẻ và hạnh phúc trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.